Vitamani ơi, mình đã xác thực sinh trắc học chưa? Xác thực rồi, sao? Bây giờ tôi đã dùng Face ID để đăng nhập điện thoại, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng nữa để chuyển tiền. Thì tôi có cần xác thực sinh trắc học nữa? Vẫn cần nha, tại vì á, cái dữ liệu khuôn mặt mà bạn dùng để xác thực, để chuyển tiền hoặc là đăng nhập vô điện thoại á, nó là cái dữ liệu sinh trắc, dữ liệu khuôn mặt mà của cái điện thoại của mình, đó là cái dữ liệu của cái điện thoại. Cho nên là bây giờ ngân hàng họ yêu cầu xác thực sinh trắc học thì đó là cái dữ liệu sinh trắc, rồi như là cái vân tay hoặc là cái khuôn mặt mà nó là dữ liệu của ngân hàng. Và cái điểm đặc biệt là cái dữ liệu này á, nó phải trùng khớp với cái dữ liệu của cái căn cước công dân hay là cái dữ liệu dân cư của Bộ Công an thì nó xác thực bạn là chủ của cái tài khoản ngân hàng đó. Còn nếu mà cái Face ID này thì nó chỉ xác thực bạn là chủ của cái thiết bị này thôi, chủ của cái điện thoại này thôi. Cho nên nếu mà ai mà vào được cái điện thoại là người ta lấy tiền của mình được luôn. Mà nói có sách, nói có chứng nha, có người bị mất tiền rồi đó, giỡn hoài. Nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ chi cục thuế Hà Nội, đề nghị nhanh chóng kê khai và nộp thuế cho doanh nghiệp của mình thông qua một đường link gửi trên Zalo. Chị đã tin tưởng đường link và truy cập vào. Một thời gian sau, điện thoại của chị bỗng xảy ra hiện tượng lạ. Chị bấm vào cái đường link đấy, nó màn hình đen hết. Nó không có thể hiện một cái màn hình gì. Khi thế chị mới bảo chết rồi, điện thoại hỏng rồi. Thì thôi mình đường nào mình cũng đi, xong mình quay ra sửa điện thoại luôn, rút tiền và ra sửa điện thoại luôn. Thì sau khi mà đến ngân hàng, nhân viên ngân hàng bảo chị ơi, chị vừa mới chuyển một khoản hết tiền ở trong tài khoản rồi. Sau khi báo mất một cái, ngân hàng báo mất một cái thì điện thoại của chị lại trở lại bình thường. Nạn nhân vừa rồi đã mất đến hơn 400 triệu đồng chỉ vì một phút bất cẩn. Có tự động liên thông giữa các ngân hàng không ha? Ví dụ như là tôi đang xác thực ở app ngân hàng này thì khỏi xác thực ở app ngân hàng kia hay sao? Không, chưa. Hiện tại thì là chưa nha, không có liên thông nha. App ngân hàng nào là xác thực ở app ngân hàng đó, rồi mỗi ngân hàng á, người ta thu thập cái dữ liệu đó vô cái cơ sở dữ liệu riêng của họ, họ mới đem cái dữ liệu đó so sánh với dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Thì tương lai thì có thể là sẽ liên thông, rồi mọi người sẽ tiện lợi hơn, nhưng mà hiện tại là chưa. Cho nên là bây giờ có bao nhiêu app ngân hàng là đi xác thực hết bấy nhiêu app. Tôi là bây giờ tôi có 3 cái app là đi xác thực hết 3 cái app. Không biết là đây tôi chỉ chứ. Ê, nhưng mà tôi chưa có căn cước công dân gắn chip. Điện thoại đời cũ cũng không có NFC luôn. Vậy có xác thực được không? Không có căn cước gắn chip. Không là FC luôn. Đi. Ê, nhưng đi đâu á? Đi nhanh lên. Đi đâu? Dắt ra chỗ ngoài giao dịch ngân hàng, người ta có nhân viên hỗ trợ hết đi. Cái điện thoại này thì bác cũng hơi kém. Thế nên mới lại cái chip công dân của tôi ấy, thì là nó hơi bị trục trặc, nó phải ra ngoài chỗ Vietcombank này để nó có cái máy đọc. Thì mới làm được. Cái này thì nên là làm và cập nhật để mà khi phòng chống tội phạm một cách mà có gọi là hiệu quả cao đấy. Đấy là những cái mà cần thiết. Theo đại diện ngân hàng Vietcombank, các trường hợp không tự thực hiện được tại nhà, khách hàng người nước ngoài hay khách hàng chưa có căn cước công dân gắn chip đều được hỗ trợ xác thực tại quầy. Ngân hàng sẽ lưu dữ liệu này lại để đáp ứng các nhu cầu giao dịch về sau. Chỉ cần một lần thôi. Là sau đấy thì theo quyết định 2345 và quyết định 5262 bổ sung của Ngân hàng Nhà nước thì với các khách hàng này sau khi thực hiện một lần tại quầy thì hình ảnh sinh trắc học của khách hàng cũng sẽ được cập nhật vào cơ sở sinh trắc học dữ liệu tại ngân hàng và sau đấy thì khách hàng vẫn giao dịch trên tên số bình thường. Thế nhưng nếu như nhà bạn lại cũng không ở gần quầy giao dịch thì sao nhỉ? Nếu như bạn có tài khoản VNEID đã định danh mức 2, thì bạn có một lựa chọn khác. Tính năng App to App cho phép ứng dụng ngân hàng liên kết thông tin với VNEID để xác thực mà không cần phải kết nối NFC. Nhờ vậy mà một chiếc điện thoại đời cũ cũng có thể xác thực dễ dàng. Cái cách này nó sẽ giúp chúng ta có thể là đơn giản hơn khi không cần phải tìm cái vùng chạm ở NFC của điện thoại di động. Toàn bộ các thông tin xác thực của khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến giữa Vietcombank và VNEID của Bộ Công an. Tất nhiên, cách này hiện mới chỉ có tại ngân hàng ngoại thương Vietcombank. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an cho biết, tiện ích này sẽ sớm kết nối thêm nhiều ngân hàng để có thể hỗ trợ người dân xác thực nhanh chóng hơn theo cách này.
hiểu lắm. Nó là sát xuất sinh cho học bảo mật cao hơn. Cao hơn như thế nào? Thì bây giờ á, bạn mà muốn chuyển cái số tiền lớn, ví dụ trên 10 triệu đúng không, là bạn phải xác thực cái khuôn mặt hoặc là những cái dấu hiệu sinh trắc học của mình, thì nó xác thực bạn là chủ tài khoản đó thì bạn mới chuyển được. Còn nếu mà không phải chủ tài khoản, cho dù là chủ của cái thiết bị đó thì cũng không chuyển được. Mà đặt trường hợp nha, ví dụ như là người yêu của bạn mà vô được điện thoại của bạn mà cũng không có khuôn mặt, không có vân tay thì cũng không chuyển được giá trị trên 10 triệu. Tương tự như vậy, hacker cũng không chuyển được. Mà lỡ mà nó có lấy được tiền thì nó cũng lấy được ít thôi, lấy dưới 10 triệu, dưới 5 triệu, dưới 2 triệu gì đó. Đỡ hơn không? Ăn không? Và khi những cái thông tin liên quan đến khuôn mặt này hay là căn cước công dân của người sử dụng đã cung cấp cho những kẻ xấu thì sẽ có rất nhiều các rủi ro có thể xảy ra đối với nạn nhân đó. Và những cái giao dịch của họ về trong tương lai hoặc những tài khoản họ được tạo ra thì có thể sẽ bị lợi dụng và bị mất. Nếu có gặp các vấn đề khó khăn trong việc xác thực thì chúng ta nên chủ động gọi điện theo các số hotline của ngân hàng để nhờ họ hỗ trợ. Cái thứ hai, nếu mà để chắc chắn thì chúng ta có thể chủ động đến các chi nhánh của ngân hàng để cung cấp thông tin cũng như xác thực, vì cái việc xác thực sinh trắc học nó sẽ yêu cầu liên quan đến cung cấp căn cước công dân và khuôn mặt của chúng ta, nên tốt nhất là chúng ta phải nên đến các cái chi nhánh là an toàn nhất. Ê, hỏi thêm câu nữa thôi, là có bắt buộc phải xác thực sinh trắc học không? Thì bây giờ có hai trường hợp, một là chuyển khoản trên 10 triệu một lần hay là trên tổng 20 triệu một ngày thì phải xác thực. Còn bây giờ mà dưới 10 triệu một lần hay là dưới tổng 20 triệu một ngày thì không có bắt buộc. Nhưng mà quan trọng là nó bảo mật hơn, nó an toàn hơn. Ê, hỏi thêm có một câu nữa thôi. Xác thực có mấy phút mà sao hỏi hoài, hỏi lắm nãy giờ mấy câu rồi. Trời ơi, tại là cái này.